Hello everyone, this is Delwin. Here's a way to get in shape. We call it tennis shadow tennis or tennis aerobics. So I don't have any partners here, so I'm just working on all my strokes using shadow swings. And literally it's dark, so I guess I'm under the shadow right here. Hello quý vị, tôi là Đạo. Đây là cái cách tập thể dục đánh dùng cái tennis racket mà không có banh, mà không có partner hay không có ai chơi với mình thì nó gọi là Shadow tennis cũng như là bóng tối đây. Tại vì bây giờ đang tối. I'm gonna go through tất cả những cái motion của cái swing tennis. And then it's good enough. Instead of doing tập thể dục trong phòng gym, mình ra đây mình có thể tập luyện được. So let's do this. That's all there is. Whoa, got me tired.